Từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, Nghị định 117/2020 chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là theo quy định mới tại Điều 30 và Điều 31 của Nghị định này, người có hành vi xúi dục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Riêng việc ép buộc người khác uống rượu bia sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đây là vấn đề được khá nhiều người quan tâm ủng hộ. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ sự lo ngại, việc mời người khác uống rượu bia cũng dễ bị xử phạt vì có thể bị cho là xúi dục, lôi kéo hoặc ép buộc người khác uống rượu bia. Tôi thấy thì theo suy nghĩ cá nhân của tôi thì cái việc mà đưa ra cái luật này là một ý tưởng rất tốt của nhà làm luật khi mà tạo ra một cái luật để hạn chế việc uống bia uống rượu. Tuy nhiên là cái việc áp dụng luật này vào thực tiễn tôi nghĩ là không khả thi, tại vì ai sẽ là cơ quan sẽ đi xử phạt cũng như là giám sát việc này, và ai sẽ là người tố cáo? Nếu mà người ta tham gia cuộc rượu rồi thì làm sao mà người ta đi tố cáo lại bia rượu thế được, thế hơi vô lý. Theo cái dự luật mới thì tôi thấy hiện nay cái dự luật đó thì là khá là hay, bởi vì thứ nhất thì có thể giảm thiểu tai nạn giao thông, và thứ hai là có thể thay đổi văn hóa uống rượu của người Việt Nam. Tuy nhiên thì vẫn còn một số điều mà những người dân phải thắc mắc là khi mà thực hiện cái dự luật này. Thứ nhất là cái cơ quan nào sẽ giải quyết, ai sẽ là người tố cáo và ai sẽ chịu trách nhiệm để xử phạt. Liên quan đến quy định này, các chuyên gia luật, chuyên gia văn hóa cũng bày tỏ sự ủng hộ, nhận định việc ban hành các quy định này sẽ nhằm hạn chế những hệ lụy xảy ra do vấn đề rượu bia. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng để quy định này được hiểu đúng, áp dụng đúng thì cần có những giải thích cụ thể thế nào là kích động, xúi dục, là lôi kéo, là ép buộc uống rượu bia. Từ đó mới có căn cứ xử lý các hành vi vi phạm. Theo tôi, người bị ép buộc sử dụng rượu bia cần phải có những hành động để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đó là trình báo với các cơ quan chức năng. Ngoài ra thì việc để cơ quan chức năng có những căn cứ hay các chứng cứ để xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đã có hành vi ép buộc người khác sử dụng rượu bia thì cần phải có những chứng cứ như ghi âm, ghi hình hoặc có những người làm chứng để chứng minh có cái hành vi ép buộc sử dụng rượu bia. Việc mời nhau chén rượu chén bia trong mỗi buổi tiệc, mỗi cuộc liên hoan dường như đã trở thành một nét quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cũng xảy ra việc ép, xúi dục người khác uống rượu bia nhiều hơn khả năng cơ thể họ cho phép, dẫn đến hệ lụy đau lòng, đặc biệt là việc xảy ra tai nạn giao thông khi người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn cao, không làm chủ được tốc độ. Việc ban hành Nghị định 117/2020 là cần thiết. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần làm rõ các định nghĩa, điều khoản đối với từng quy định để người dân nắm rõ, tránh vi phạm các quy định cũng như tự bảo vệ bản thân trong trường hợp bị người khác ép buộc, xúi dục uống rượu bia.